Shop Tuấn Hưng lại gửi lời chào đến tất cả các bác hoặc các anh các chị nuôi ong mật. Thì em cũng là một shop mới bán hàng, thì em cũng xin giới thiệu cho các bác một cái bộ sản phẩm mới. Đây là cái áo liền mũ để các bác nuôi ong mật. Thì em cũng ship hàng toàn quốc các bác nhé, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Đây là cái áo này, ở trên đầu là đội mũ này các bác nhé, nó vành bằng sắt này, và đây là cái tấm lưới màu đen để các bác có thể là nhìn ra rất là rõ. Thì cái sắp đến mùa ong mật 2019 rồi, thì các bác sắp ngoài Bắc cũng sắp đến mùa quay mật rồi, thì em xin giới thiệu cái mẫu áo này thôi, vì ong rất là dữ thì các bác nên mua cái sản phẩm này. Đây là cái khóa này trước cửa các bác nhé, trước mặt thì có một khóa để các bác nghỉ giải lao, hút thuốc hay là uống nước cũng rất là tiện lợi. Và dưới này nó có một cái túi các bác nhé, đây, cái túi ở dưới này đấy, túi màu áo thì màu dàn di rồi đấy, nên anh em tham khảo cái mẫu này. Quần áo thì bên em cũng cung cấp đầy đủ. Đây là cái chỗ này thì ống tay thì nó có cái vải, nó có cái chun, nó thắt lại để con ong không chui được vào trong các bác nhé. Nên là cũng bên dưới quần dưới áo cũng vậy, nên là nó chỉ có áo liền mũ thôi các bác nhé, màu dàn di mặc rất là mát, nên là anh em tham khảo mẫu này. Bên em thì cung cấp đầy đủ mẫu quần áo, giày, và tiếp tục là một cái sản phẩm, đây là cái bình xịt khói các bác nhé. Đấy, để các bác hun khói để đỡ bị con ong nó dữ quá thì các bác nên dùng cái bình xịt khói này. Đây là chất liệu thì bằng inox 100% rồi, nên là bên em thì cũng cung cấp đầy đủ vật tư ngày nhau. Các bác mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại của shop. Shop nhận ship hàng toàn quốc, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp.